bạn à, đây là con đường Lê Duẩn về đêm đây các bạn. Đây, đường Lê Duẩn về đêm. À, tối nay là 24 Tết rồi. Đây, 24 Tết rồi, còn 5 ngày nữa. 5 ngày nữa là bước sang năm mới rồi. Nên tôi đi con đường xuống con đường Lê Duẩn này, tôi đi chia sẻ các bạn xem. Bởi vì con đường Lê Duẩn lên là con đường thời trang này, mà chuẩn bị tới Tết rồi thì mọi người bà con sẽ đi mua quần áo rồi giày dép rồi nick rồi này nọ các loại thời trang. Chúng tôi chia sẻ các bạn xem đây. Đây các bạn thấy con đường quá đẹp luôn, ánh sáng rất đẹp. Vẫn là cũng được trong công ước cao điểm đem đây các bạn. Đường rất là sầm uất về đêm. Thời trang tối hôm nay là tối 24 Tết và đúng vào thứ bảy nữa thì rất là đông người mua, rất là đông người đi mua đồ đấy, quần áo giày dép nè. Là cỡ khoảng 7 giờ rưỡi rồi các bạn. 7 giờ rưỡi đêm ngày 24 tháng 12. 24 Tết đi. Cả ô phát 99k.
chưa là đông. Mua bán đồng quá, mua bán đồng quá. Đi mua đồ đông quá, mua đồ thời gian chưa. Đi mua đồ Tết. Bà con đi mua đồ Tết quá đông luôn. Định đi bộ một đoạn nhưng mà đông quá này nha, tôi chạy xe từ từ chứ. Bà con đi bộ à, đi bộ đi sắm sửa quần áo nè, đó đông không? Ô quá đông luôn. Ê.
dọa. Khách chỗ đi xe luôn không ạ? Quá đông luôn. Rồi, đổ về tiếp về thôi à.
tôi chia sẻ các bạn ra đường Lê Duẩn, con đường thời trang tối ngày 24 tháng chạp. Như vậy là kết thúc các bạn nha. Các bạn thấy con đường thời trang của Đà Nẵng như vậy đấy, quá đông, đẹp và đông nữa. Rồi, thôi video của tôi đến đây kết thúc. Các bạn video sau nha. Rồi, xin chào các bạn.